Thánh Nguyễn Lý Quốc Sư. Cha mẹ mất từ khi còn nhỏ, Nguyễn Chí Thành sớm phải tự lo cuộc sống, làm nghề đánh bắt cá trên sông Hoàng Long, Ninh Bình. Mặc dù vất vả, Chí Thành nuôi chí lớn, thích đi chu du thiên hạ, giao du, kết bạn với nhiều người. Sau ông sang Tây Trúc học đạo, kết nghĩa anh em với Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Giác Hải là hai nhà tu hành có tiếng đương thời. Đắc đạo trở về, Nguyễn Chí Thành dựng chùa để tu hành, lấy hiệu là Không Lộ, rồi Minh Không. Từ đó người đời biết đến ông với pháp danh là Thiền Sư Nguyễn Minh Không. Tương truyền, khi còn đang học đạo, một hôm Thiền Sư cùng Từ Đạo Hạnh đi dạo trong một khu rừng. Bỗng Từ Đạo Hạnh giả tiếng hổ dọa sư. Nguyễn Minh Không nói, nếu đã muốn vậy, sau này chắc sẽ phải chịu quả báo. Từ Đạo Hạnh hối hận mới nói, nếu sau này xảy ra như thế, xin hãy cứu tôi. Đến khi Từ Đạo Hạnh lâm bệnh, ông đem thuốc niệm thần chú. Trước khi chút xác, ông cho gọi Nguyễn Minh Không đến, giao thuốc rồi nói, ít năm nữa, nếu thấy quốc vương bị bệnh lạ, thì đến chữa ngay cho. Từ Đạo Hạnh thác sinh thành Lý Dương Hoán, cháu gọi vua Lý Nhân Tông là bác ruột. Nhà vua ở ngôi đã lâu mà chưa có con trai, bèn nhận Hoán làm con nuôi, rồi lập làm thái tử kế vị. Sau khi Nhân Tông mất, Hoán lên nối ngôi, tức vua Lý Thần Tông. Nhưng chỉ mấy năm sau, nhà vua mắc một bệnh lạ. Khắp người mọc đầy lông lá, suốt ngày gầm thét như hổ. Các danh y được triệu đến đều không chữa được. Nhớ lời Từ Đạo Hạnh dặn khi xưa, Thiền Sư Nguyễn Minh Không liền tìm đến Kinh Đô xin vào chữa bệnh cho vua. Sư sai lấy một vạc lớn, đổ dầu vào đun sôi lên, rồi cứ tay không sụp vào, lấy ra đủ 100 cái kim. Sư dùng các kim ấy châm cứu cho vua thì bệnh bớt liền. Chẳng bao lâu sau, vua khỏi hẳn. Cảm phục tài năng của Thiền Sư, Lý Thần Tông ban cho ông quốc tính và phong là Lý Quốc Sư. Câu chuyện trên dù chỉ là một truyền thuyết, nhưng cũng phản ánh tài chữa bệnh cứu người của Nguyễn Minh Không, vị dược sư hàng đầu của đất nước. Là vị cao tăng đứng đầu tổ chức Phật giáo của nhà Lý, ông đã lập nên rất nhiều ngôi chùa trong cả nước. Trong số đó, có nhiều chùa đến nay còn gắn với tên tuổi của Thiền Sư như chùa Bái Đính, chùa Cổ Lễ, chùa Quỳnh Lâm, chùa Kim Liên. Nguyễn Minh Không còn được tôn vinh là ông tổ nghề đúc đồng Việt Nam. Ngày nay ở thôn Tống Xá có đền thờ ông tổ nghề đúc đồng là Nguyễn Minh Không. Với công lao chữa bệnh cho vua cùng nhiều đóng góp khác cho dân cho nước, Nguyễn Minh Không thuộc số hiếm người Việt được tôn là bậc thánh, Đức Thánh Nguyễn.